Rồi hôm bữa các bạn làm, các bạn đã được tìm hiểu chung về cái lập dàn ý chung rồi đúng không? Hả? Chúng ta phải có bao nhiêu bước đúng chưa nào? Hả? Thuyết minh phải trải qua bao nhiêu bước? Bước nào đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào các dạng văn cụ thể. Thứ nhất đó là cách làm các dạng văn thuyết B. Hả? Cách làm các dạng văn thuyết minh. Một đó là cách làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. Tức là đồ dùng, đồ vật nào các bạn cũng sẽ làm theo cái hướng như thế nhá. Ghi bài nào. Cách làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. Thứ đồ dùng ở đây có thể là cái gì? Hả? Có thể là cây thước. Được chưa? Có thể là cái gì? À, có thể là cây bút. Được chưa? Rồi, có thể là cái gì nữa? Có thể là cái điện thoại. Được chưa? Hả? Rồi, cũng có thể là cái máy tính. Cũng có thể là cái khẩu trang. Hồi nãy đứa nào nó vừa nói đó. Ha? Cũng có thể là cái khẩu trang. Vân vân. Ha? Thì đó là những cái đồ dùng. Ha? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài, cái bài này nó khá là đơn, không phải khá là đơn giản mà khá là phổ biến. Chúng ta sẽ làm những cái bài phổ biến trước, sau đó chúng ta sẽ từ những cái bài phổ biến các bạn sẽ có thể hình dung ra làm những cái văn thuyết minh khác. À, thứ nhất đó là mở bài. Mở bài là giới thiệu khái quát về đồ dùng. À, giới thiệu khái quát về đồ dùng tức là chúng ta phải nói được như ngày hôm qua cô nói, giới thiệu về đồ dùng và vai trò của đồ dùng đó trong cuộc sống. Ha? Ví dụ như là đồ dùng đó có vai trò gì, đúng không? Đồ dùng đó là cái gì, nó có vai trò gì trong cuộc sống, nó có phổ biến trong cuộc sống hay không, nó có phù hợp với cuộc sống hay không, nó đóng vai trò như thế nào với cuộc sống của chúng ta. Ha? Thì đó chính là cái mở bài, giới thiệu khái quát về đồ dùng. Thứ hai, về thân bài, lần lượt trình bày các nội dung như cô đã từng nói ha. Thứ nhất đó là lịch sử nguồn gốc của đồ dùng, tức là đồ dùng này ra đời vào khi nào, được chưa nào? Đồ dùng này ra đời vào khi nào ha? Ra đời ở nước nào đầu tiên, đúng không? Chẳng hạn như như hôm bữa cô nói về cây bút bi nó ra đời đầu tiên, cái bút bi nó ra trước đây ha, người ta thường dùng cái bút lông chấm mực để làm gì đây, cái lông ha, chấm mực để làm bút viết. Nhưng ha, nhà báo lần đầu tiên là nhà báo người Hungary đã làm gì, đã dùng cái cây bút bi, đã chế tạo ra một cây bút mực khô. Và cái bút mực khô này có cái tác dụng đó là viết rất nhanh và làm gì đấy ha, và mực nó không bị lem. Từ đó cái bút bi nó mới xuất hiện ở trên ở trong cuộc sống của chúng ta ngày càng nhiều và ngày càng phong phú hơn. Đấy chính là cái lịch sử nguồn gốc của đồ dùng. Cũng chẳng hạn như cái khẩu trang ha, hay cái cặp đi. Cái cặp nó có nguồn gốc từ đâu? Các bạn đừng nghĩ sâu xa cái cặp là do một nhà khoa học nào đó sáng chế, không phải. Cái cặp nó là lấy cái ý tưởng từ những cái giỏ sách đi chợ của các bà, các chị, các mẹ ngày xưa. Tại vì đi chợ họ hay cầm theo một cái giỏ để bỏ đồ vô trong đó. Thì khi mà học sinh đi học, người ta cứ cột cái dây vào. Ngày xưa là cột cái dây hoặc là cột cái lá chuối vào ha, để mang đi. Nhưng mà người ta thấy như vậy rồi mưa thì sẽ ướt này, đúng không? Rồi là cầm thì sẽ bẩn này, vân vân. Cho nên là họ mới chế tạo ra một cái túi để đựng được sách vở. Và người từ đó nó mới có tên là cặp của học sinh. Rồi, tiếp theo là cấu tạo của đồ dùng. Cái đồ dùng này có cấu tạo như thế nào? Các con phải nói được cái hình dáng của nó, chất liệu của nó, rồi các bộ phận và vai trò của các bộ phận, được chưa nào? Chẳng hạn như là chiếc cặp có hình chữ nhật, có hình vuông, vân vân, đúng không nào? Rồi nó có hình gì đây? Nó có hình trụ, rồi nó làm sao? Nó cong về phía đầu trên, đúng không nào? Vân vân. Ha? Thì chất liệu của nó có thể được làm bằng gì? Bằng vải, nó có thể được làm bằng da, nó có thể được làm bằng bao bố, vân vân. Và cây bút bi nó có thể được làm bằng nhựa, nó có thể được làm bằng sắt, nó có thể được làm bằng nhôm, nó có thể được làm bằng vỏ đạn đối với những cây bút bi mà làm kỷ niệm nha. Ha? Rồi, về các bộ phận thì cái cặp, những cái ví dụ cái cặp nó có bao nhiêu bộ phận, hôm bữa về cái bút bi cô Thương đã nói rồi, đúng không? Đây là cái thứ hai chúng ta phải làm được trong bài của chúng ta. Bước tiếp theo đó là tính năng hoạt động, tức là nó hoạt động như thế nào, cái bút bi hoạt động như thế nào, cái quạt hoạt động ra làm sao, cái xe đạp nó hoạt động như thế nào, khẩu trang ha, hoặc là cái khẩu trang chúng ta sử dụng nó như thế nào, đúng không ha? Khẩu trang thì sử dụng như thế nào, lấy ra và đeo vào, đúng không? Nhưng mà phải viết cho nó gọn ghẽ ha. Tiếp theo đó là cách lựa chọn, cách sử dụng, cách bảo quản. Cách lựa chọn là như thế nào? Ví dụ chúng ta chọn cái bút phù hợp với cái gì thì chúng ta chọn nó, đúng không nào ha? Hoặc chúng ta lựa chọn cái cặp để chúng ta đi học thì chúng ta có thể ví dụ như là đối với học sinh thì thường là chọn ba lô. Bởi vì sao? Cặp đeo chéo thì nó sẽ khiến cho các bạn đau một vai,
đúng không? Cặp sắt tay thì khiến cho chúng ta nếu như mà nặng thì rất là mỏi tay, và để cân bằng được hai cái vai để chắn cái chắn chắn cái siêu vẹo cuộc sống ha, thì người ta mới tạo ra cái chiếc ba lô của các bạn đi học bây giờ để cân bằng được cái vai của các bạn. Đó, cái đó là cái tại sao mà người ta tạo ra cái ba lô nhá, bởi vì nó muốn làm cân bằng cái vai của các bạn này, cho nên nó đeo hai quai, chứ bình thường ngày xưa của cô Thương là đeo một bên, đeo chéo ha. Và khi đeo chéo thì nhiều sách vở nó nhiều quá, và cuối cùng là nó bị làm sao, nó bị nặng ở đây này, nặng cái vai này rất là đau. Và cái thứ hai đó là vì nặng cho nên là cái thân cặp nó hay bị rách khỏi cái quai cặp ha. Rồi cái tiếp theo đó là nó cũng có thể là do nó cũng có thể là do cái nó cũng có thể là do các bạn bị cái sách cái tay á, nó mỏi tay quá, nó mỏi tay quá cho nên là các bạn sẽ bị làm sao, bị nặng ha. Thì người ta từ đó người ta mới chế tạo ra cái ba lô. Thì đây chính là cái cách lựa chọn ha, lựa chọn phù hợp với các bạn. Thế nhưng những cái người ví dụ làm công việc kinh doanh thì ít khi, chả bao giờ mà người ta xách cái ba lô ở trên vai hết, mà người ta thường xách cái gì, quai sắt, bởi vì cái sức nặng của nó ít hơn ha so với các bạn đi học. Rồi về cách bảo quản thì cách bảo quản ở đây ha, chúng ta sẽ bảo quản nó, chúng ta sẽ giữ gìn nó như thế nào, đúng không nào ha. Rồi tiếp đó là lợi ích của đồ dùng, hay còn nói đó là vai trò, đúng không nào. Đồ dùng có lợi ích gì, chiếc cặp có lợi ích gì, chiếc bút có lợi ích gì. Các bạn chỉ đừng chỉ tập trung vào cái lợi ích trước mắt của nó, đó là để đựng sách vở đi học, mà chiếc cặp nó còn là bạn của chúng ta này, để chúng ta làm gì, để bên cạnh chúng ta mỗi khi chúng ta đến trường này, đúng không nào. Rồi ha, nó còn làm gì nữa, nó còn là một món quà tặng này, đúng không. Rồi nó còn là một cái gì, đồ vật để thể hiện cái sự thời trang, đúng không nào, vân vân. Đó là cái lợi ích của đồ dùng nhá. Đừng chỉ chăm chăm vào cái việc đó là ở cái vai trò chính của nó, mà hãy mở rộng ra vai trò nó là còn là cái gì nữa. Tiếp về kết bài đó. Về kết bài thì làm gì, đó là chúng ta khẳng định, chúng ta nhấn mạnh lại cái tầm quan trọng tiện ích của đồ dùng trong cuộc sống nhá. Đó chính là cái kết bài đấy. Đó, đây chính là cái gì đây hả, cái cách làm, cách dạng văn, cái cách dạng văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. Bất kỳ cái đồ dùng nào các bạn phải đảm bảo được những cái này cho cô Thương. Đây là cái tối thiểu nhất nha, chứ không phải là cái tối đa. Ngoài ra còn có giá cả, ngoài ra còn có nhiều cái bước khác. Tuy nhiên đây là cái bước cơ bản nhất để làm được một bài văn thuyết minh. Rồi ha. Đó là cái này các bạn viết vào cho cô. Viết vào xong chưa? Nhớ nha, các bước ha như cô Thương đưa ra từ trước rồi. Lịch sử, nguồn gốc, đúng không? Nó ra đời như thế nào, nó ra đời ở đâu, nó phổ biến ở đâu, rồi nó phát triển ở đâu ha. Rồi cái thứ hai đó là cấu tạo đồ dùng, hoặc chúng ta có thêm các bước phân loại, đúng không, vân vân và vân vân. Rồi tính năng hoạt động, cách lựa chọn, cách sử dụng, cách bảo quản, lợi ích của đồ dùng. Đấy là những cái bước tối thiểu nhất ở trong bài văn thuyết minh. Ghi đề đi con, đề thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam. Đây là một cái bài phổ biến ha, trước khi chúng ta chuyển sang những cái bài bài khác. Thì đây các bạn thử làm cái bài này trước đi, lạ chúng ta cùng nhau làm cái bài này, thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam. Đồ ơi, viết đề vào đi đồ. Đề thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ sang ha, cụ thể là gợi ý làm bài nó hơi chói một chút nha. Đối với thuyết minh về một chiếc nón lá Việt Nam, ở mở bài chúng ta giới thiệu khái quát về chiếc nón lá Việt Nam ha. Rồi dẫn dắt vào vấn đề bằng cách giới thiệu khái quát về chiếc nón lá Việt Nam. Chẳng hạn như các bạn sẽ nói được chiếc nón lá này gắn với hình ảnh của ai, và cái chiếc nón lá này nó đã đi vào cái cuộc sống của con người Việt Nam như thế nào. Được chưa? Sang cái phần thân bài thì đầu tiên các bạn sẽ nói về cái nguồn gốc, rồi là cái hình dáng, cái nguyên liệu, cái cách làm nón, nơi làm nón nổi tiếng và tác dụng của nó. Cái kết bài đó là cảm nghĩ về chiếc nón lá Việt Nam, đúng không nào ha. Rồi vậy thì bây giờ các bạn sẽ nhìn rõ một cái ha. Rõ ràng cô sẽ đảm bảo được các mục như sau. Thứ nhất đó là cái gì, nguồn gốc, đúng không, đúng không. Cái bước đầu tiên bao giờ cũng là bước gì, bước nguồn gốc, đúng chưa ha. Chiếc nón này, nón lá này ra đời như thế nào ha. Rồi cái thứ hai đó là cô phải đảm bảo được nó có hình dáng, rồi chất liệu, đúng không? Rồi phân loại, đúng không nào? Chất liệu, hình dáng, đúng không nào?
Rồi phân loại, đúng chưa? Rồi cấu tạo, đúng chưa? À, thứ ba đó là phải đảm bảo được cái bước đó là cấu tạo của nó, tức là các bộ phận, đúng không nào? Rồi hôm trước cô đã nói đó là cái cơ chế hoạt động. Ở đây không có cơ chế hoạt động thì chắc chắn nó phải liên quan tới cái gì? Liên quan tới cách làm, đúng không? À, cách làm nón, đúng chưa nào? Rồi sau đó, sau khi cách làm nón thì nó sẽ liên quan tới cái gì nữa? Đó là nó liên quan tới cách sử dụng, đúng không? Rồi là cách bảo quản, đúng không? Đấy, đấy chính là cái bước thứ mấy? À, bước thứ 5. Rồi sau khi bước bảo quản xong thì đến vai trò của nó, đúng không nào? Hả? Vậy thì chiếc nón có vai trò gì? Hả? Vai trò thực tiễn, đúng không? Rồi, vai trò về văn hóa, vai trò về tinh thần, vân vân và vân vân. Đúng chưa? Đấy, cái này chính là những cái ý chính chúng ta cần phải làm ở trong phần thân bài. Ông Quỳnh sao nó cứ cười mít vậy Quỳnh ha? Quỳnh ha? Hả? Vậy thì để từng bước một chúng ta bắt đầu đi vào cái phần mở bài, đúng không? À, ghi cho cô đi, lập dàn ý chi tiết mở bài. Rồi vậy thì các bạn thấy ha, chiếc nón lá của chúng ta thường gắn với hình ảnh của ai? Trả lời cô xem nào. Hả? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Người phụ nữ Việt Nam, đúng không nào? Hả? Vậy thì đây chính là cái cách để các bạn vào đề, đúng không nào? Ha, các bạn có thể ghi cho cô như chẳng hạn như là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thường gắn với hình ảnh chiếc nón lá duyên dáng. Vậy thì khi mà các bạn làm bài, các bạn có thể nói như thế nào ha? À, khi đến với Việt Nam, chắc hẳn tất cả khách du lịch sẽ vô cùng bị lôi cuốn bởi những người phụ nữ Việt Nam gì đây, đội chiếc nón lá, đúng không nào? Chiếc nón lá cũng giống như chiếc áo dài của người phụ của dân tộc Việt Nam, nó đã đi vào cái gì? Đi vào thơ ca của ca dao dân thơ ca của Việt Nam và tạo nên được một cái vẻ đẹp, vẻ đẹp về văn hóa cho người Việt Nam, đúng không nào? Ha, đấy, đấy chính là cái cách để các bạn có thể vào đề của văn thuyết minh, đúng không nào? Như vậy chiếc nón có một cái chỗ đứng vô cùng vững chắc trong tư tưởng, trong tinh thần của con người Việt Nam, và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đúng không nào? Ha, rồi các bạn có thể nói ha, chiếc nón lá đã gửi đến cái vẻ đẹp truyền thống tao nhã, kín đáo, đằm thắm, đoan trang. Đấy, đây chính là cái cách ra đề, cái cách mà làm mở bài. Và các bạn cũng có thể làm mở bài theo cách khác, chẳng hạn như là hiện nay xã hội ngày càng phát triển, đúng không nào? Có nhiều đồ dùng được chế tạo ra để được sản xuất ra để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, đúng không? Chúng ta có mũ nón rồi mũ này rồi nón rồi ô cái theo cái ghế hiện đại, đúng không nào? Tuy nhiên có một đồ dùng có lẽ bất kỳ thời gian nào cũng luôn luôn được nhấn mạnh, đó chính là chiếc nón lá, đúng không nào? Chiếc nón lá cùng với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã trở thành một cái vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt, đúng không? Gửi đến những cái nét đẹp tao nhã, kín đáo và đằm thắm đoan trang của người phụ nữ, đúng không? Cứ như thế chiếc nón lá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, đấy là cái cách các bạn có thể vào mở bài nha. Viết đi, viết xong chưa? Đây là cái đoạn văn tham khảo của cô nhá. Xã hội ngày càng phát triển, đã có nhiều loại mũ nón mới ra đời, song chiếc nón vẫn giữ nguyên được những giá trị tốt đẹp của mình và trở thành niềm tự hào của văn hóa dân tộc. Nón lá là hình ảnh bình dị thân quen gắn liền với tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Từ xưa đến nay, nhắc đến Việt Nam, du khách nước ngoài vẫn thường trầm trồ khen ngợi hình ảnh chiếc nón lá tượng trưng cho sự thanh tao của người phụ nữ Việt. Nón lá đã đi vào ca dao dân ca và làm nên nền văn hóa, tinh thần lâu đời của Việt Nam. Như vậy mới thấy được rằng nón lá chính là biểu tượng cho sự dịu dàng, bình dị, thân thiện của người phụ nữ Việt từ ngàn đời nay. Được chưa? Các bạn có thể mở bài như thế ha. Các bạn có thể nói như thế và các bạn cũng có thể nói hai cái gợi ý mở bài như lúc đầu cô Thương đã đưa ra. Được không nào ha? Rồi, đây là tham khảo thôi nha, chứ không có viết vào vở đâu nha. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thân bài. Về nguồn gốc, cô sẽ nói nhanh ở cái phần này, các bạn tập trung vào cho cô. Về nguồn gốc thì thứ nhất đó là nó xuất phát từ cái nhu cầu của con người. Bởi vì nước ta là nước nằm trong cái khu vực nhiệt đới gió mùa, nắng lắm, mưa nhiều. Vì vậy từ lâu rồi
chiếc nón nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu đối với người nông dân, đặc biệt là người phụ nữ. À, đó chính là cái nguyên nhân xuất phát từ thực tiễn nha. Rồi cái thứ hai đó là nhiều cái nghiên cứu đã cho biết rằng chiếc nón lá đã xuất hiện từ rất lâu đời trong đời sống của dân Việt Nam. Chúng ta đã bắt gặp cái hình ảnh chiếc nón lá được khắc trên trống đồng Ngọc Lữ cách đây khoảng 2.500 năm trước công nguyên, đúng không nào? Như vậy nó đã xuất hiện ở trong cái đời sống tinh thần của chúng ta từ rất là lâu rồi, chứ không phải là mới đâu. Và các bạn sẽ thấy nhá, ở đây này, lưu ý cho cô đó là vào khoảng 2.500 năm trước công nguyên nhá. Đây là cái mốc thời gian mà chiếc nón lá được cho là xuất hiện ha, và dựa vào cái hình ảnh nó được khắc trên cái trống đồng Ngọc Lữ nha. Rồi các bạn sẽ thấy nhá, như vậy ở đây cô chia ra nó thành hai cái nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất đó là nguồn gốc xuất phát từ thực tiễn. Nguồn gốc thứ hai đó là đã được nghiên cứu, được chưa ha? Vậy nếu như chúng ta không biết được cái nguồn gốc này thì như thế nào? Nếu chúng ta không biết cái này thì chúng ta có thể nói rằng ha, đã từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào chiếc nón lá trở thành một vật dụng quen thuộc đối với đời sống, đối với dân tộc Việt Nam nhá. Và nó đã trở thành một người bạn không thể thiếu của người nông dân, đặc biệt là người phụ nữ. Và không phải lúc nào chúng ta cũng biết rõ về thông tin của những cái đồ dùng hay những cái danh lam thắng cảnh đâu, mà có những cái chúng ta chả biết được, đúng không nào ha? Chẳng hạn như là nguồn gốc của cây mai, nguồn gốc của cây đào, vân vân. Nếu như chúng ta không có sự tham khảo ở trên mạng, trên internet thì khả năng là chúng ta sẽ không tìm được. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời một cái câu đó là, chẳng hạn như là không biết chiếc nón lá nó bắt đầu xuất hiện ở nước Việt Nam ta lần đầu tiên từ khi nào. Chỉ biết rằng nó đã tồn tại ở trong cuộc sống của người Việt từ rất lâu rồi đó, và trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, đặc biệt là người phụ nữ. Hiểu cái chỗ này không ha? Thì nếu như mà chúng ta không hình dung ra được, chúng ta không nhớ được, chúng ta không biết được cái mốc thời gian của các đồ vật, thì cũng chỉ nói rằng đã từ rất lâu rồi nó đã gắn liền với cuộc sống của chúng ta như thế nhá. Như thế thì nó sẽ không bị sai quá nhiều hoặc nha. Rồi đây là cái ví dụ của cô ha. Cái ví dụ của cô viết thành cái đoạn văn liên quan tới cái nguồn gốc. Chiếc nón lá ra đời từ rất lâu, khoảng 2.500 năm đến 3.000 năm trước công nguyên. Nó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt, đặc biệt là người phụ nữ, trong những lời kể của bà, của mẹ và trong các cuộc thi gìn giữ nét đẹp văn hóa. Nhắc đến nón lá thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Huế, mảnh đất nên thơ, chủ tình, có tà áo dài và nụ cười duyên của cô gái Huế. Huế cũng được biết đến là nơi sản xuất nón lá với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Những làng nghề làm nón lá ở Huế đã thu hút không ít khách du lịch ghé thăm và chọn sản phẩm này làm quà. Vậy thì ở đây các bạn thấy rõ nhá. Cô dùng cái từ chiếc nón lá ra đời từ rất lâu, đúng không? Nếu như chúng ta nhớ được cái khoảng thời gian thì chúng ta viết vào. Mà nếu như chúng ta không nhớ được khoảng thời gian thì chúng ta chỉ cần nói cho cô chiếc nón lá ra đời từ rất lâu và hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, đặc biệt là đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ. Được chưa? Cái đó là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai đó là nhắc đến cái nơi phổ biến ha, mà có những cái làng làm nón nổi tiếng, đó chính là Huế. Được chưa nào? Ha, đó chính là Huế ha. Đây chính là cái nơi mà làm nón rất là nổi tiếng. Vậy chúng ta đảm bảo được cái yêu cầu đó là về nguồn gốc, về lịch sử, về quá trình. Được chưa? Được chưa? Ha? Được chưa nào? Hiểu chỗ này chưa? Ha. Rồi nếu như mà không, cô nói lại nha, nếu như mà không nhớ được cái năm này này thì chúng ta chỉ cần nói là đã có từ rất lâu đời ha, và gì đấy? Và đóng một và xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của người nông dân và người phụ nữ Việt Nam, chẳng hạn như thế ha. Hoặc ví dụ như các bạn không biết được cây mai nó có nguồn gốc như thế nào, nó bắt đầu xuất hiện trên nước Việt Nam chúng ta từ lúc nào, thì các bạn cũng có thể nói ha, không biết cây mai có xuất hiện ở nước Việt Nam của chúng ta từ lúc nào, chỉ biết rằng nó có nguồn gốc xuất phát từ một cái loài mai rừng ha. Khi những người dân đi vào trong rừng, họ thấy cái cây mai
nó rất là đẹp, cho nên họ đã mang về và gì đấy và cải tạo nó để biến nó thành cái cây mai cảnh như bây giờ. Và nhắc đến mai, chắc chắn chúng ta phải nhắc đến được những cái nơi trồng mai rất là phổ biến, chẳng hạn như là Bình Định, Quy Nhơn, đúng không nào? Ha, cũng có thể có mai Đắk Lắk ở trong đó nữa, được chưa? Đấy các bạn, như vậy đảm bảo cho cô, thứ nhất đó là nói về thời gian, được chưa? Thứ hai nói về nó gắn liền với cuộc sống của con người, và cái thứ ba đó là nói về những cái nơi mà gì đấy ha, nơi sản xuất hoặc là phát triển nó phổ biến nha. Tiếp sang phần B, phân loại hình dáng và màu sắc của nón. Phân loại hình dáng màu sắc của nón. B. Bây giờ chúng ta sang phần phân loại hình dáng màu sắc của nón. Thì ở đây rõ ràng ha, hiện nay có rất là nhiều loại nón. Từ xưa tới giờ chúng ta cũng biết rồi, cái nón mà các liền ăn liền trị hay hát quan họ á, thì người ta gọi là nón thúng quai thao, đúng không? Nhưng mà cái chiếc nón lá có dạng hình chóp, hình chóp giống như thể là hình tam giác, cái kim tự tháp vậy á ha, thì vẫn là phổ biến nhất ha, và nó có màu trắng, được chưa nào? Nó thường là có màu trắng. Hiện nay thì nó có nhiều màu khác nhau, bởi vì cái thị hiếu của chúng ta thay đổi, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là màu trắng ha. Các bạn sẽ thấy ở trong những cuộc thi á, nó có cũng cũng những cái cô người mẫu ha, hoặc là những cái cô dự thi sắc đẹp cũng có mang lên ha, những cái chiếc nón, nhưng có thể là chiếc nón màu đỏ, có thể chiếc nón màu vàng, có thể những cái chiếc nón màu 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 xanh vân vân, hoa sen vân vân. Nhưng hãy nhớ cho cô rằng cái chiếc nón phổ biến mà chúng ta đang nói đến là chiếc nón lá có màu trắng nhé, chứ không phải là chiếc nón lá đã được cải thiện để phục vụ những cái nhu cầu riêng của con người ha. Thì đây chính là cái phân loại cái hình dáng màu sắc của nón. Ta sang phần C, đó là nguyên liệu làm nón. Theo các bạn thì nón được làm từ cái gì? Lá gì? Rồi bây giờ các bạn nói là lá trúc, rồi là tre, đúng không? Rồi là chỉ khâu, rồi là cước, lá gì nữa? Lá cọ, đúng không? Ha, vậy thì xem thử xem nhá, nguyên liệu chính của việc làm nón đó là gì? Thứ nhất, có thể dùng nhiều loại lá khác nhau để lợp nón, như lá cọ, lá dừa, lá cối, nhưng phổ biến nhất vẫn là lá nón, được chưa? Tại vì cái tên gọi của nó xuất phát từ cái việc đó là người ta chủ yếu là sử dụng cái lá nón để lợp nón ha. Chứ còn lá tre ha, lá tre thì nhỏ quá người ta không dùng để lợp đâu. Giờ đừng có nghĩ rằng cái lợp nón đó chính là lá tre nha, không phải đâu ha. Có thể dùng nhiều loại lá khác nhau để lợp nón như lá cọ, lá dừa, lá cối, nhưng phổ biến nhất vẫn là lá nón. Cái thứ hai, các nguyên liệu khác để có thể hình thành một cái nón. Các bạn đừng có nghĩ rằng chỉ có một mình cái lá nón mới có thể hình thành là cái đủ để làm một chiếc nón rồi, không phải, mà còn phải đi kèm nhiều nguyên liệu khác. Thứ nhất đó là các nan tre nhỏ để làm khung nhá. Thứ hai đó là chỉ hoặc cước để cố định lá nón vào khuôn nón. Và cái thứ ba là dây đeo nón được làm bằng vải mềm hoặc là nhung lụa, đúng không? Không có cái nón ở đây, các bạn sẽ thấy ha, cái nón nó đổi như này này. Thì cái lớp ngoài của nó ha, lớp ngoài của nó thì được lợp bằng gì? Lợp bằng lá nón, đúng không nào? Nhưng các bạn phải nhớ rằng nó có một cái khung đã, và cái khung này nó làm bằng cái nan tre nhỏ, được chưa? Ha? Sau đó để cố định cái khung, để có thể lợp được cái lá nón này vào cái khung thì cần phải có những cái sợi chỉ hoặc là sợi cước để cố định nó vào, đúng không? Sau khi xong một cái nón rồi ha, thì các bạn cần phải có gì? Có một cái quai, cái dây đeo này, cái quai đeo nón ha. Thì cái quai đeo nón này có thể làm bằng vải lụa, vải voan, đúng không? Hoặc là làm bằng nhung, đúng chưa? Để có thể cố định chiếc nón ở trên đầu của chúng ta. Đấy, đúng như nào ha? Đây chính là nguyên liệu để làm nón. Tiếp theo, lá nón ha. Lá nón phải chọn như thế nào? Không phải cái lá nào cũng làm được được nón đâu nhá. Phải chọn lá cho nó chọn chọn lá đúng kỹ thuật thì mới có thể làm được. Chẳng hạn như là lá nón phải chọn lá vừa vặn nhất, bởi lá non thì yếu mà lá già thì dễ rách. Lá vừa là lá có độ màu trắng sữa, gân lá màu xanh nhẹ, mặt lá bóng mượt bóng mướt, đó chính là cái loại lá phù hợp ha. Là chúng ta phải chọn lá vừa,
Đấy, là vừa với nó nhá. Rồi ha. Như vậy cô đã đưa đi qua cái phần nguyên liệu ha, được chưa? Nguyên liệu để làm nón, phân loại này, hình dáng này, màu sắc này, phân loại ở đâu, đúng không? Các bạn nhìn sẽ rõ ha, phân loại gì? Có rất là nhiều loại nón như này. Nón thúng này, nón quai thao này, nón lá, nhưng chiếc nón lá có dạng hình chóp vẫn là phổ biến nhất. Hình dáng của nó là hình chóp, được chưa? Rồi, nón có màu trắng, được chưa nào? Là màu sắc. Về nguyên liệu thì chủ yếu của nó là lợp nón. Lợp nón bằng lá gì? Có nhiều lá để lợp được nón, đó là lá cọ, lá dừa, lá cối. Nhưng mà cái lá phổ biến nhất là cái lá nón. Được chưa nào ha? Ngoài lá này ra để có thể làm thành một chiếc nón thì cần phải có những nguyên liệu khác như các nan tre nhỏ để làm khung, chỉ hoặc cước để cố định lá nón vào khuôn nón, hay dây đeo nón có thể làm bằng vải mềm, bằng voan, bằng lụa hoặc bằng nhung nhá. Rồi sau đó ha, để có được cái lá nón phù hợp, chúng ta phải chọn cái lá vừa vặn nhất, tức là cái lá vừa tới nhá. Không non quá thì yếu, mà không già quá, bởi già thì dễ rách. Đó, các bạn thấy những cái lá tre già không? Nó sẽ làm nó sẽ gãy liền, đúng không nào? Mà phải chọn lá vừa, bởi vì nó là loại lá có độ màu trắng sữa, gân lá màu xanh nhẹ, mặt lá bóng mướt và khả năng dẻo dai của nó rất là nhiều. Đấy, được chưa? Đây, sang cách làm nón và các phần của chiếc nón. Thứ nhất ha, đầu tiên là phải chuẩn bị lá. Lá phải được xử lý đúng kỹ thuật, không phải là tự dưng cái ép vào được liền nhá, mà nó phải làm theo đúng kỹ thuật. Lá sau khi được lấy về phải sấy khô bằng củi than, sau đó đem phơi sương từ 2 đến 4 giờ. Rồi sau đó là lá cho phẳng, cắt bớt phần đầu phần đuôi để có chiều dài khoảng 50 cm là đủ. Đây là cách xử lý lá theo đúng kỹ thuật nha. Cái thứ hai đó là cái vằn nón. Vằn nón hay còn được làm bằng cái tre, thanh tre trẻ nhỏ, vuốt tròn nhẵn, sau đó uốn thành vòng tròn, nối hai đầu bằng sợi cước nhỏ. Đây, nó là một cái thanh tre như thế này, được chưa nào? Nó được vuốt, cái thanh tre nhỏ vuốt, và sau đó nó được uốn cong thành một cái vòng tròn và cố định với nhau bằng cái sợi chỉ hoặc là bằng cái dây cước nhá. Ha, đó là cái vằn nón tròn 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 đó ha. Tiếp theo đó là cái khung nón. Khung nón thì gồm có 16 vằn đó, tùy theo kích thước nhá, nhưng mà kích thước trung bình thì gồm có 16 vằn. Vằn nhỏ nhất là ở chóp nón khoảng 1 cm, càng xuống thấp thì vằn nón càng lớn. Rồi cô nói tiếp ha. Như vậy các bạn sẽ thấy cách làm nón ha, với các phần của chiếc nón, tức là các bộ phận của chiếc nón á nha. Đầu tiên là chuẩn bị lá, thứ hai là cái vằn nón. Cái vằn nón là những cái thanh tròn như vậy, biết không? Biết cái tròn tròn như vậy đi lên không, đúng không? Nó là thường là có những cái vằn khung tròn tròn nè, đi lên như vậy nè, được chưa ha? Thì người ta gọi là vằn nón. Thì vằn nón đó được làm bằng từ cái những thanh tre trẻ nhỏ ha, vuốt tròn nhẵn, sau đó uốn thành cái vòng tròn, rồi nối cái hai đầu đó bằng một cái sợi cước nhỏ, được chưa nào? Rất là chắc. Sau đó là cái khung nón. Cái khung nón thì nó gồm 16 vằn. Vằn nhỏ nhất là ở trên chóp nón, được chưa nào? Khoảng 1 cm, và sau đó càng xuống thấp thì vằn nón càng lớn để tạo ra được cái hình tam giác, đúng không? Được tạo ra cái hình chóp, đúng không nào ha? Và cái và khi có cái khung nón đó rồi thì người ta sẽ đưa những cái lá nón lên để lợp, được chưa nào? Lợp nón ha. Và lợp nón xong thì người ta bắt đầu cố định bằng những sợi chỉ, sợi cước, được chưa? Bạn lợp lá hồi nãy cô vừa nói này. Nón được lợp hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Lớp trong lợp khoảng 20 lá, lớp ngoài lợp khoảng 30 lá khi lợp ngọn lá hướng lên trên. Đấy, đấy là cách lợp lá ha. Giai đoạn lợp lá, nhớ cho cô đó là lá được lợp hai lớp. Hai lớp ha, lớp ngoài, lớp trong, được chưa? Lớp trong thì ít lá hơn, khoảng 20 lá. Còn lớp ngoài thì lợp nhiều lá hơn, với lớp ngoài là cái chịu sự tác động mà, cho nên lợp nhiều lá hơn khoảng 30 lá. Và khi lợp thì nhớ ngọn lá phải hướng lên trên ha. Ngọn lá phải hướng lên trên, đó là cách lợp lá. Các bạn làm thủ công rồi các bạn cũng biết đó, đúng không nào ha? Cái thân nón hay là xin lỗi ha, khi chúng ta lợp nón thì chẳng hạn như cái hình hình này đi ha. Đây là cái hình hình cô ví dụ đây, hình nón chẳng hạn, thì chúng ta phải lợp cả mặt trong cả mặt ngoài. Bởi vì mặt ngoài á, thì nó chịu sự tác động nhiều, cho nên chúng ta phải lợp chắc hơn, lợp nhiều lớp hơn, khoảng 30 lá. Còn cái mặt trong chúng ta chỉ cần lợp khoảng 20 lá mà thôi. Và khi lợp thì bao giờ ha, ngọn lá cũng hướng lên trên, chứ không thể nào hướng xuống dưới đất được ha. Như vậy chúng ta xong cái cấu tạo cách làm, đúng không?
À, xong cái cấu tạo là các bộ phận của nó, đúng chưa nào? Và cách làm nón. Đấy, ha, chúng ta xong được bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 rồi, đúng không? Đúng chưa? 4 bước rồi. Bây giờ chúng ta sang cái bước 5, đó là cách sử dụng, cách bảo quản nón, đúng không? Ha, ngoài ra chưa xong đâu, nó mới là đến cái giai đoạn lợp lá thôi. Còn cái giai đoạn khâu chỉ, rồi giai đoạn tiếp theo đó là phần khâu nón. À, có nè, có lá nó, à, có lá nón rồi nè, đúng không? Rồi có vằn nón rồi nè, có khuôn nón rồi nè, lợp được nón nón rồi nè. Vậy thì nó có các bước như thế nào? Nhìn đây, các bước nha, các bước để làm nón nhá. Đó là chuẩn bị gì trước? Nói nào, chuẩn bị gì trước? Chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái gì? Nguyên liệu, đúng rồi, đó là chuẩn bị lá, lá nón, đúng không? Sau đó chuẩn bị lá nón. Lá nón được xử lý theo kỹ thuật nhá. Kỹ thuật của lá nón thì nó như thế nào ha? Đó là khi mà lấy lá về phải phơi, đúng không? Và phải phơi, xin lỗi ha, phải làm nóng nó trên củi than rồi phơi nó, đúng không? 2-3 tiếng sau rồi là nó ra phẳng, rồi cắt đầu cắt đuôi đi thì chỉ còn khoảng 50 cm là đủ, đúng không? Sau chuẩn bị lá nón xong thì đến chuẩn bị vằn gì? Vằn nón, đúng chưa nào? Vằn nón thì được làm bằng cách gì? Các thanh tre nhỏ, đúng không? Uốn tròn lại, đúng không? Sau khi làm vằn nón xong rồi thì đến khuôn nón hay là khung nón, đúng không? Khung nón thì được gì đấy? À, được sắp xếp theo đi. À, nhỏ nhất là cái gì đây? Nhỏ nhất là ở trên đỉnh chóp và nó rộng dần về phía dưới, đúng chưa nào? Tạo thành hình chóp. Sau khuôn nón xong, ha, khung nón xong thì sẽ đến gì đây? Lợp lá, đúng không? Lợp lá xong thì sẽ đến khâu gì? Khâu nón. Được chưa? Đây là các bước rõ ràng của nó nha. Vậy thì khi khâu nón, đây là giai đoạn quan trọng nhất để làm ra một chiếc nón đẹp. Phải khâu từ đỉnh trước rồi dần dần xuống vành nón. Mũi khâu phải thật đều và thật thẳng hàng. Tại vì sao vậy? Vì khâu nón nó sẽ bị lộ, lộ chỉ rất là nhiều. Vì vậy chúng ta phải thật là cẩn thận trong cái việc khâu nón. Làm sao để nó không bị lộ cái đường chỉ, làm sao để nó không bị rách, vân vân ha. Thì khâu nón đây chính là giai đoạn quan trọng nhất để làm ra một chiếc nón đẹp. Khâu từ đỉnh trước rồi dần xuống vành nón, mũi khâu phải thật đều và thẳng hàng. Rồi ha, tiếp theo khâu cuối cùng đó là trang trí. Được chưa? Khâu cuối cùng là trang trí nón. Đó, các bước để làm thành một chiếc nón ha. Trang trí nón thì chúng ta có thể trang trí bằng cái gì? Các bạn thấy người ta thường trang trí bằng cái gì đấy? Ai trả lời cho cô xem nào? Các bạn thấy người ta thường trang trí nón bằng cái gì? Hả? À, bằng tranh nè, đúng không? Rồi là bằng gì? Những cái bức, những cái bằng hoa văn nè, đúng không? Hình bông hoa nè, hình cô gái mặc áo dài nè, đúng không? Rồi thường thì người ta có đính cườm nè, đúng không nào? Vân vân, rất là nhiều ha. Rồi, như vậy, sang cái phần trang trí, thì người lòng nón thì được trang trí bằng hoa văn. Những cái bức tranh phong cảnh, hình bông hoa, cô gái mặc áo dài. Đó. Đỉnh nón thì người ta hay đính một cái hạt nhỏ, rồi cái gương nhỏ, hai bên nón có dây bằng chỉ màu để buộc quai nón, vân vân. Đây chính là cái trang trí ha. À, khâu trang trí vậy thì ngoài ra các bạn có thể, cái khâu trang trí này thì các bạn có thể dễ làm mà ha. Để chiếc nón thêm phần nổi bật, đúng không? Sau khi khâu nón hoàn chỉnh thì người ta sẽ sử dụng những cái hình ảnh, những cái bức tranh, những cái bài thơ ha để dán vào trong nón, đúng không nào? À, rồi người ta khâu cái chỉ màu ở hai bên nón để cột cái dây quai nón, đúng không? À, rồi người ta có thể gắn cườm trên nón, vân vân, nhiều cách trang trí lắm ha. Ở nước ta có những cái làng nghề làm nón nổi tiếng ở miền Bắc là nón Làng Chuông, Hà Nội. Miền Trung nổi tiếng là nón Ba Đồng, Quảng Nam và nón Huế. Được chưa nào? Huế thì nổi tiếng rồi ha. Đây chính là những nơi mà nổi tiếng về làm nón. Rồi ha. Đây là cách làm nón đây. Đây là cái gì? Đây là vằn nón, đúng chưa nào? Đấy. Vằn nón người ta xếp theo này, vằn nón nhỏ nhất là ở trên ngọn này, đúng không? Rồi sau đó nó lớn dần về phía gì đấy, về phía cuối nón nè, đúng không nào ha? Và tạo thành cái hình chóp, đúng chưa ha? Tiếp theo đây là lợp nón, đúng không? Họ lợp nón bắt đầu từ gì đấy ha? Từ đỉnh xuống nè. Ở ngoài thì lợp khoảng 30 lá, còn ở trong là lợp khoảng 20 lá, đúng không nào ha? Rồi tiếp theo đây là khâu nón nè. Đấy, họ khâu nón nè, thấy chưa? Đó, ha.
Khâu nón là cái bước quan trọng nhất để thể hiện cái sự thẩm mỹ của chiếc nón có đẹp hay không là khâu nón, và cuối cùng là trang trí. Có thể trang trí bằng cái những hình ảnh, có thể trang trí bằng những cái bài thơ, bằng những cái hoa văn vân vân. À rồi. Đây là cái phần mà cô làm. Đây, để làm được một chiếc nón lá đẹp thì người làm cần phải tinh tế tỉ mỉ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, cắt phơi lá, cắt khâu từng đường kim mũi chỉ. Người ta vẫn bảo làm ra một chiếc nón lá cần cả một tấm lòng là vì vậy. Nón lá có thể được làm từ lá dừa hoặc lá cọ. Mỗi loại lá lại mang đến sự khác nhau cho sản phẩm. Thường thì những sản phẩm nón làm từ lá dừa có nguồn gốc từ Nam Bộ vì đây là nơi trồng dừa nhiều. Tuy nhiên, làm từ lá dừa sẽ không đẹp và tinh tế như lá cọ. Lá cọ có độ mềm mại chắc chắn hơn. Khi lựa chọn lá cũng phải chọn những chiếc lá có màu xanh, bóng bẩy, có nổi gân để tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Quá trình phơi cho lá mềm để dễ làm cũng cần từ 2 đến 4 tiếng, lá vừa mềm vừa phẳng. Thế mà khâu làm vành nón là khâu vô cùng quan trọng để tạo khung chắc chắn cho sản phẩm. Người dùng cần phải lựa chọn nan tre có độ mềm và dẻo dai. Khi chuốt tre thì cần phải chuốt tỉ mỉ để đến khi nào có thể uốn cong mà không sợ gãy. Sau đó người dùng sẽ uốn theo những cái đường kính từ nhỏ đến lớn tạo thành khung cho nón lá, sao cho tạo thành một hình chóp vừa vặn. Khi đã tạo khung và chuẩn bị lá xong, đến giai đoạn chầm nón, tức là giai đoạn khâu nón đấy. Đây là giai đoạn giữ cho khung và lá bám chặt vào nhau. Thường thì người làm sẽ khâu bằng cái sợi ni lông mỏng nhưng có độ dai, màu trắng trong suốt hay là sợi cước ấy. Lúc chiếc nón đã được khâu xong thì người dùng bắt đầu quét dầu, làm bóng và phơi khô để dầu bám vào nón, tạo độ bền khi đi nắng mưa. Đấy, vân vân, được chưa nào? Rồi trang trí ha. Các bạn có thể thêm vào cái đoạn văn của mình. Sang phần tiếp theo đó là công dụng và giá trị. Công dụng và giá trị ha. Thứ nhất đó là nó tăng thu nhập, đúng không ạ? Thứ hai đó là che mưa che nắng và tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thứ ba đó là chiếc nón lá Việt Nam đã trở thành một phần trong cuộc sống tinh thần của người Việt. Thứ tư đó là nó làm nên cái vẻ đẹp của người phụ nữ, tạo nên một cái nét đẹp thanh lịch của người Việt Nam ha. Và nó đi vào trong thơ ca, nhạc họa, các điệu múa vân vân ha. Rồi nó được người ta viết lên những cái câu ca dao rất là hay, chẳng hạn muốn ăn cơm chẳng cá mè, muốn đổi nón tốt thì về làng Chuông đấy ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rõ được, cô không dừng lại ở cái việc đó là chiếc nón lá ha. Cô không dừng lại ở cái việc hữu ích của nó, đó là để che mưa che nắng, mà cô còn nói rất là nhiều. Thứ nhất đó là nó là một công việc tăng thu nhập, tăng kinh tế, được chưa? Một cái chiếc nón dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng đó là cái giá bình thường ha. Tuy nhiên có những chiếc lá mà chiếc nón mà làm đẹp á, thì nó phải mang tính chất là khoảng rồi chiếc nón lá ha tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, được chưa nào? Là một phần cuộc sống người Việt, được chưa? Là biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ ha, cho nét văn hóa thanh lịch của người Việt Nam. Rồi, đi vào trong thơ ca, nhạc họa, đúng không? Đi vào trong các điệu múa, đúng không nào? Đi vào trong các bài ca dao. Đấy, đây chính là cái vai trò và cái giá trị. Đây là cái giá trị này. Còn trên này là cái vai trò này. Đấy, được chưa? Đấy, nó chia ra vai trò và giá trị. Giá trị của nó tức là ở trong cuộc sống. Giờ nào vai trò của nó là nó có cái vai trò gì? Các bạn có thể viết tới đây thôi, ha. Còn lại cái câu này cũng không cần viết đâu, cái này cô nói bổ sung thêm cho các bạn thêm nha. Tiếp theo đó là cách bảo quản. Bôi lên một lớp dầu ha, tức là khi chúng ta làm xong nón á, chúng ta cần bôi một cái lớp dầu để cho cái nón nó trông bóng ha. Và cái lớp đó nó giống như thể là bọc ở bên ngoài ha. Nó bao bọc bảo vệ được cái lớp lá ở bên trong. Thứ hai là có thể bọc ở bên ngoài một cái lớp ni lông để tránh bị bẩn ha. Rồi, khi dùng xong thì phải cất vào chỗ bóng râm hoặc để lên cao, không phơi ngoài nắng sẽ làm cong vành, bởi vì tre khi phơi nắng thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bị cong nhá. Lá nón giòn và ố vàng làm mất tính thẩm mỹ, giảm độ bền của nón, đúng như nào ha. Rồi các bạn có thể đấy, hai cái đây là cách bảo quản. Thứ nhất đó là ở ngoài phía mặt ngoài của chiếc nón thì bôi một lớp dầu thông bóng để tạo nên cái độ bóng của nón cũng giống như bảo vệ cái lớp ngoài của nón. Thứ hai đó là có thể bọc bên ngoài một lớp ni lông để tránh bụi này, rồi tạo độ bền này, tránh bị hỏng khi trời mưa này.
ba là khi mà dùng xong rồi ấy, thì cất vào cái chỗ râm hoặc ở trên cao để tránh vào đụng nón, bởi vì nón nó cũng khá dễ bị rách đúng không nào, chứ không phải nó bị chắc giống như vải, bởi vì làm bằng lá mà, cho nên nó dễ bị rách, thì cất lên cao để tránh phải đụng chạm ha. Và đồng thời đó là đừng có phơi ngoài nắng, bởi vì ngoài nắng nó sẽ làm cong cái vằn nón, bởi vì vằn nón là bằng tre, mà tre gặp nắng thì nó sẽ co lại ha. Rồi lá của nón từ lúc đó nếu phơi ngoài nắng á, thì lá nón nó sẽ giòn, bị ố vàng, làm mất tính thẩm mỹ và giảm độ bền cho nón ha. Các bạn để có thể vào cái phần bảo quản này, các bạn có thể nói làm sao? Các bạn có thể nói là chiếc nón rất là mỏng manh và rất là dễ hư hỏng, cho nên chúng ta cần phải bảo quản nón thật là cẩn thận, giữ gìn nó ha, giữ gìn nó. Có thể bôi một cái lớp dầu bóng lên bên lên ngoài cái lớp nón để có thể bảo vệ cái lớp lá, rồi bọc bằng nó, bằng cái bao bì ni lông đúng không nào, để tránh bụi bẩn, để tránh ướt. Rồi là khi dùng xong thì phải cất lên cao, cất cẩn thận đúng không nào. Rồi không được phơi ngoài nắng, bởi vì phơi ngoài nắng để làm cong vằn nón vân vân nha. Như vậy chúng ta sang phần kết bài. Ở đây cô đưa ra những cái nội dung chính, đó là chiếc nón lá không chỉ là đồ vật có nhiều công dụng mà còn góp phần thể hiện vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chiếc nón là nguồn đề tài phong phú cho các văn nghệ sĩ. Chiếc nón sẽ mãi mãi tồn tại trong đời sống, trong nền văn hóa của người Việt Nam. Đây là phần kết bài. Những kết bài chúng ta, như cô nói, cái kết bài của chúng ta sẽ là khẳng định lại vai trò, đúng không? Khẳng định lại vai trò của chiếc nón, đúng không nào? Khẳng định vai trò của chiếc nón thì đây chính là đồ vật có nhiều công dụng, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, đúng không nào? Là nguồn đề tài phong phú cho các văn nghệ sĩ, đúng không nào? Và nó sẽ mãi mãi tồn tại trong đời sống, trong nền văn hóa của người Việt Nam, đúng như nào? Các bạn khẳng định lại cái giá trị của cái chiếc nón này là được ha. Chẳng hạn các bạn có thể nói chiếc nón đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống vật chất và tinh thần của con người Việt Nam bằng với rất là nhiều công dụng, đúng như nào? Chiếc nón lá đã luôn luôn là một người bạn đồng hành của người dân tộc Việt, của dân tộc Việt Nam, cũng giống như là gì đấy, nó còn thể hiện cái vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ, đúng không? Và là đề tài phong phú cho những nghệ sĩ sáng tác thơ ca nhạc họa. Chính vì thế hoặc là cứ như thế chiếc nón lá luôn luôn tồn tại, mãi mãi tồn tại trong đời sống, trong nền văn hóa của người Việt Nam. Được chưa nào? Khẳng định là giá trị, khẳng định lại vai trò của chiếc nón. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa?